Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là một cái loại cây cũng rất là quen thuộc với chúng ta, là cái loại cây mà mọc dại ven đường thôi nhưng mà lại vô vàn cái công dụng chữa bệnh. Quý vị có biết đấy là cái cây gì không ạ? Đấy chính là loại cỏ chanh. Cỏ chanh đây là một cái loại cỏ sống lâu năm, mọc hoang nhiều trên khắp đất nước ta. Giống cây này có khả năng là trừ phục nhiệt, tiêu ứ huyết, lợi tiểu tiện, chữa thổ huyết, chảy máu cam. Cỏ chanh còn có cái tên gọi là mao căn, bạch mao, nhã cà, lạc cà, là một cái loại cỏ sống dai, thân rễ khỏe, chắc, thân cây cao từ 30 đến 90 cm, lá hẹp và dài, dài từ 15 cho đến 30 cm, rộng từ 3 cho đến 6 mm. Phần gân lá ở giữa phát triển nhánh ở mặt dưới và giáp ở mặt trên, hai bên mép lá sắc, hoa mọc thành từng cụm, có dạng hình chùy nhưng mà hình bắp dài từ 5 đến 20 cm, có màu trắng bạc, bông nhỏ, phủ đầy lông nhỏ niềm, rất dài. Cỏ chanh được sử dụng làm thuốc từ hơn 2.000 năm trước, đặc biệt là cái rễ cỏ chanh là cái vị thuốc được ghi đầu tiên trong cái sách Bản Kinh. Rễ cỏ chanh màu từ trắng ngà đến vàng nhạt, có nhiều đốt, xung quanh có các lá vảy và rễ con. Trong rễ cỏ chanh có 18% là đường, cả đường gluco và đường fructose. Đó là cái lý do vì sao mà loại rễ cây này lại có vị ngọt. Ngoài ra thì rễ cỏ chanh cũng có chứa các loại axit citric, malic, oxalic, vân vân. Theo đông y thì rễ cỏ chanh vị ngọt, tính hàn nên có cái tác dụng là thanh nhiệt, giải khát rất tốt. Nó còn giúp tiêu ứ huyết, lợi tiểu tiện, thanh phế, vị nhiệt, chủ trị các cái chứng như là chảy máu cam, tiểu ra máu, bí tiểu. Rễ cỏ chanh có cái tác dụng tương đối tốt trong cái việc mà hỗ trợ điều trị viêm thận cấp, giúp ngắn thời gian điều trị. Đối với cái bệnh viêm thận mãn tính thì rễ cỏ chanh có cái tác dụng là lợi niệu, tiêu thủng và hạ huyết áp nhất định. Và theo y học cổ truyền thì cỏ chanh có vị ngọt, tính hàn, hoa có vị ngọt, tính ôn, đi vào ba kinh tâm, tỳ và vị. Có tác dụng là trừ phục nhiệt, tiêu ứ huyết, lợi tiểu tiện, sử dụng chữa nội nhiệt, phiền khái, tiểu tiện gặp khó khăn, tiểu ra máu, thổ huyết, chảy máu cam. Rễ cỏ chanh còn có tác dụng là thông tiểu tiện và giải độc cơ thể, còn sử dụng trong cái trường hợp là chữa sốt, nóng, khát nước, niệu huyết, thổ huyết. Ngoài ra, những người mà gan yếu do rượu bia, hút thuốc lá hoặc là gặp các cái rối loạn về chức năng gan có thể sử dụng rễ cỏ chanh để thanh lọc cơ thể, giải độc cho gan, làm mát gan. Tuy nhiên thì ở mỗi nước khác nhau người ta lại sử dụng vào cái mục đích khác nhau. Ở Trung Quốc thì rễ cây này được dùng để hạ sốt, điều trị nôn mửa hay là phù thủng. Ở Cambodia thì người ta kết hợp giữa rễ cỏ chanh và một số loại thảo dược khác để điều trị bệnh trí. Còn ở châu Phi thì người ta lại sử dụng để chữa bệnh lậu và một số các cái bệnh lý khác ở đường tiết niệu. Với những cái công dụng hữu ích mà vị thuốc cỏ chanh mang lại thì đông y sử dụng loại nguyên liệu này trong rất nhiều các cái bài thuốc để trị bệnh. Thì dưới đây là một số các cái bài thuốc rất tuyệt vời từ cỏ chanh mà chúng ta nên biết. Thứ nhất đây là tác dụng lợi tiểu, chữa bí tiểu, khó tiểu. Cách 1 là chúng ta dùng 30 g rễ cỏ chanh khô kết hợp với 25 g sa tiền sử, 40 g dâu ngô và 5 g hoa cúc, đem trộn đều lại với nhau. Mỗi lần lấy 50 g sắc chung với 750 ml nước và uống trong ngày, uống liên tục 10 ngày giúp cải thiện triệu chứng bí tiểu, khó tiểu rất tốt. Cách 2 là chúng ta sử dụng 50 g rễ cỏ chanh tươi sắc chung với 10 g rau má, 15 g lá sen cạn, 10 g dâu ngô và 8 g rau diếp cá, chia nước thuốc và uống 3 lần trong ngày, uống liên tục từ 3 đến 5 ngày. Và bài thuốc thứ hai là giải độc cơ thể, làm mát gan. Cách 1 là chúng ta dùng 150 g rễ cỏ chanh tươi, đã cạo sạch vỏ, đun nhừ với 150 g thịt lợn nạc, thái lát mỏng và 50 g bạch anh tươi. Mỗi ngày ăn một lần và ăn từ 10 đến 15 ngày. Cách thứ hai là chúng ta dùng 200 g rễ cỏ chanh tươi, tức là sinh mao căn, rửa sạch và nấu với 700 ml. Sau khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và tiếp tục đun 7 đến 10 phút. Dùng nước thuốc này thay nước lọc và uống mỗi ngày, liệu trình từ 10 cho đến 15 ngày. Bài thứ ba là hỗ trợ điều trị viêm thận cấp.
Cách thứ nhất là chúng ta dùng 200g giấy có tranh khô sắc với 500ml nước trên ngọn lửa nhỏ. Sau khi mà nước thuốc cạn còn 100 đến 150ml thì chia thuốc và uống 2 đến 3 lần. Mỗi ngày uống thuốc và sử dụng liên tục trong 1 tháng để có cái kết quả điều trị tốt. Cách hai là chúng ta dùng giấy có tranh tươi phối trộn với các cái nguyên liệu tự nhiên khác như là cam thảo nam, hoàng đằng, kim ngân hoa, đậu đen, có mần trầu, mã đề, kinh giới, kim anh tử, tất cả các cái thảo dược mỗi vị lấy 10g sắc chung với 3 bát nước. Khi nước cạn còn 1 bát uống sau bữa ăn, thời gian dùng là 15 ngày. Và bài thứ tư là chữa viêm đường tiết niệu. Thì chúng ta chuẩn bị 10g rễ có tranh khô, 20g đinh lăng, 20g kim ngân, 20g rau dấp cá và 20g rau má, 20g kim tiền thảo, 16g tang diệp, 16g hương nhu, tất cả các cái nguyên liệu được rửa sạch và cho vào nồi. Thêm nước và đun sôi, dùng nước uống trong ngày giúp cải thiện tình trạng viêm đường tiết niệu. Bài thứ năm là điều trị ho lâu ngày do phế hư. Sử dụng thang thuốc bao gồm các cái vị thảo dược như rễ có chanh khô 20g, cam thảo 10g, cú gừng 20g, rễ trưng trông 16g, bán hạ chế 10g, tang bạch bì 16g, trần bì 10g, cát cánh 12g, mỗi ngày sắc một thang và chia thuốc làm 2 phần uống trong ngày, kiên trì sử dụng 3 đến 4 ngày liên tục giúp giảm ho. Và cái bài thứ 6 đấy là trị nước tiểu vàng, vàng da do can khí uất kết. Nguyên liệu có 16g rễ cây có chanh khô, 12g nhân trần, 8g trị xác, 12g bạch thược, 14g nam hoàng bá, 10g chi tử, 20g đinh lăng, 8g đan bì, 12g sa tiền và 12g củ đợi, sắc một thang uống 2 lần trong ngày. Thứ 7 là điều trị sốt xuất huyết. Chúng ta sử dụng 20g rễ có chanh khô sắc chung với 20g có mực, 16g tang diệp, 20g rau má, 16g kinh giới, 24g đậu đen đã sao thơm, 12g cam thảo, chia thuốc làm 2 phần và uống trong ngày. Thứ 8 là chữa khạc hoặc ho ra máu do phế nhiệt. Bài thuốc gồm có sinh địa 12g, rễ cây cỏ chanh khô là 16g, rau má 20g cùng với có mực 20g và ngân hoa 12g, sắc thuốc và uống 2 lần trong ngày. Và thứ 9 là trị chứng khô họng, khô miệng. Lấy 16g rễ có chanh cùng với các loại thảo dược khác như là 16g đinh lăng, 10g cam thảo, 10g sơn thủ, 12g sa sâm, 16g hoài sơn, 8g đan bì, 16g đinh lăng, 12g khơi tử, 10g trạch tả, 12g mạnh môn, 20g cát căn, mỗi ngày sắc một thang và chia làm 2 lần. Thứ 10 là chữa xuất huyết đường tiêu hóa. Thì chúng ta lấy rễ cây cỏ chanh khô 20g sắc chung với 6g cây a dao, 21g củ gừng nướng cháy, 12g thục địa và 16g tắc bạch diệp, sắc và chia thuốc uống 2 đến 3 lần trên ngày. 11 là trị sỏi thận bằng rễ cỏ chanh. Là chúng ta sử dụng bạch mau căn 20g, mộc thông 10g, cối xay 16g, kim tiền thảo 10g, đinh lăng 20g, mã đề thảo 20g, sắc thuốc uống 2 lần mỗi ngày, dùng liên tục 4 đến 5 ngày. Và bài thứ 12 đấy là điều trị chảy máu cam. Cách thứ nhất là chúng ta dùng chi tử 18g kết hợp với bạch mau căn 36g, cho hai vị thuốc vào nồi sắc chung với 400ml nước, thuốc cạn còn 100ml, uống nóng sau hoặc trước khi đi ngủ, sử dụng liên tục 7 đến 10 ngày. Cách thứ hai là chúng ta lấy 80g sinh mao căn, tức là nói về cái rễ tươi, thì sắc nước uống hàng ngày, nên uống thuốc sau khi ăn, dùng 7 đến 10 ngày liên tục. Và thứ 13 đấy là hỗ trợ điều trị hen suyễn. Thì chúng ta dùng 20g rễ cây cỏ chanh tươi, rửa sạch, sắc nước uống sau mỗi bữa ăn tối, uống liên tục trong 8 ngày. Cây cỏ chanh, đặc biệt là cái phần rễ, có cái tác dụng là giải độc, thanh nhiệt, giúp cải thiện nhiều cái triệu chứng bệnh. Bên cạnh đó thì vị thuốc này nguồn gốc tự nhiên, khá an toàn, dễ tìm và có cái giá trị kinh tế không cao. Vì vậy mà người bệnh có thể nấu nước uống hàng ngày để thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên thì một số các cái trường hợp như là người tạng hàn,
Người hư hỏa, người đang suy nhược cơ thể hoặc là phụ nữ mang thai thì không nên sử dụng loại thảo dược này để chữa bệnh. Quý vị thân mến, trên đây chúng tôi đã cung cấp cho các anh chị và các bạn những cái thông tin rất là chi tiết cụ thể về loại quả chanh, những cái tác dụng tuyệt vời của loại quả chanh này và những cái lưu ý cần thiết khi mà chúng ta sử dụng quả chanh. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng để chữa bệnh thì chúng ta cũng vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, của thầy thuốc để sử dụng được hiệu quả hơn. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.